Phạm Minh Diêm nên ốm dữ rồi đó. À đúng rồi, ốm quá con ơi, ốm quá luôn. Thì ốm xinh quá. Chứ ốm xinh mà, chứ xinh mà. Đẹp như anh Đức vậy. Từ bao giờ anh Đức trở thành cái chuẩn mực của cái đẹp vậy em? Em chính là người mà anh Đức mang ra để so sánh đây. Em không thể để người khác xúc phạm nhan sắc của anh được nữa. Nói nghe nè, hai đứa đang chống đến nhau luôn đi em. Đi. Anh gả anh Đức. À em thì có rồi, em xin đừng nhường sự may mắn lại cho người khác. Trời ơi, con bé nó từ chối trong một cái cảm giác, cái tâm trạng mà hớt hải, hoảng sợ đó. Em biết không, là em đã gả anh Đức hơn 7.000 chương trình không ai giận. Không ai giận. Em tưởng con quà nó ra nó khen, tụi em mừng muốn chết. Ai ngờ cái nó đẩy luôn à, cái thứ gì đâu à. Tổn thương quá đi. Thật sự thì cái vấn đề đó mình chỉ nói vui thôi, chứ Thành sắp bỏ mối Đức ở chợ Bến Thành rồi. Yên tâm đi. Thôi bây giờ nói nè. À, rất là mến hai bạn này. Duyên dáng, thông minh, đẹp, hát hay nữa. Đặc biệt là Trấn Thành là fan của Eric đó nha. Nghe rất vậy là biết rồi đúng không? Nhưng mà em cũng đừng tin lời của anh Trấn Thành nói. Ờ hay. Bởi vì chị cũng đã từng tin cách đây 2 năm trước. Anh nói dối gì với em? Cái đợt đấy là một cái ngày đẹp trời, em tham gia chương trình cùng với anh Đức. Anh Đức chính là anh em mình. Anh ra đây. 2 năm trước. Đúng rồi, 2 năm trước. Nó đang kể câu chuyện năm nào vậy Thành? 2 năm trước. Chương trình gì? Chương trình, một chương trình không phải của Đền Quân nên em không nói tên được. Nhưng mà là một chương trình mà em đã thể hiện sự duyên dáng cùng nhau. Rất duyên dáng. Rất duyên dáng đúng không anh? Đúng, anh. Xong rồi em nhận được sự khen ngợi nhiều nhất là của anh Trấn Thành. Đúng, và anh Trấn Thành còn mời em là hãy đến show kỷ niệm hài của anh để tham gia nhé. Anh rất là yêu thích em. Và cuối cùng hãy đến, và cuối cùng là 2 năm sau em vẫn đứng ở đây. Chỉ có anh là anh nói, lúc nãy Trấn Thành nói là Trấn Thành thần tượng Eric, còn anh luôn luôn thần tượng quý mến em. Em thần tượng anh. Đúng rồi. Anh là đẹp nhất. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích, mà cổ tích thì sao? Là không có thật. Dạ em chào anh Nghĩa, em chào anh Thành, anh Giang. Muốn hỏi thăm nhẹ một chút, gia đình nhỏ của em với Caric sao rồi? Dạ thì sau hôm ấy tụi em cũng có phát triển nhẹ. Hy vọng là chương trình mình đó là ngày hôm nay là mời em với Caric quay trở lại. Nhưng mà sao cũng mời có mình em mà em buồn dễ sợ. Tại vì Caric nó sợ đó em, có mời mà từ chối. Đây là dòng mãi dòng ai chứ phải là khúc hát xe duyên em ơi. Mà ráng đi em, yên tâm đi, không sao đâu. Caric yên sao, em phát triển hay không anh không quan tâm nha. Nếu bất cứ một điều gì trong cuộc đời, nếu nụ cười không mỉm với em, hãy gọi cho anh, anh sẽ đưa anh Đức tới ngay. lát nữa anh sẽ báo một cái tin về anh Đức sắp tới đây trên sân khấu này, mọi người sẽ bỡ ngỡ. Dạ đúng rồi, em nghĩ là không phải là anh Đức là dành cho em đâu, bởi vì nói như vậy là không có được, bởi vì vị khách mời tiếp theo nè. Khách mời là ai, thứ hai là ai mà ghê như vậy mà liên quan tới anh Đức của tôi vậy? Tại vì khách mời thứ hai có lẽ là anh sẽ phải giới thiệu rất lâu sau quay mới xuất hiện tới nơi. Vậy là mới bị kẹt cái gì đó hay là mới bung nẹp tháo nẹp tội nghiệp mà lo lắm, cũng là một đứa em thân thiết với mình thôi, hãy gặp gỡ với Diệu Nhi. Thấy không em ơi, bây giờ nè, không mấy bây giờ mình sẵn cái bộ đầm đẹp này, mình kết quớt một vòng cho mọi người coi đi được không? Sao vậy em? Em phải tự tin lên chứ. Dạ em cảm ơn Nghĩa. Trước hết cho Diệu Nhi gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Dòng Ngoài Dòng Mai. Em chào anh Thành, em chào anh Giang, chào chị Sao. Anh Gượng chào em. Thưa bà con hai họ, cách đây hơn 3 năm về trước, anh Đức vô tình yêu mến Diệu Nhi, gọi là tình đơn phương, chưa bao giờ báo chí được biết. Và oh my god. Vì Diệu Nhi từ chối mà đến ngày hôm nay anh Đức vẫn một mình lẻ bóng, không gỡ được lời thề, chỉ chờ chị Lê Giang gỡ thôi. Mà chưa gỡ được. Cái thông tin này Đại Nghĩa cũng có biết. Đây nè, không ai rành bằng tôi hết. Có luôn hả? Ngày tôi đi diễn hài, anh Đức là cái người năng nắp đòi đưa một cô gái mới vào nhóm, bảo rằng cô ta duyên lắm, cô ta dễ thương lắm, thông minh lắm, cưng lắm. Và một đêm nọ tôi gặp Diệu Nhi, lúc đó con bé mập lắm. Sau đó em mới biết người ta thầm thương trộm nhớ cô gái ấy. Nhưng đúng là ông trời cao có mắt, con gái người ta càng ngày càng đẹp, càng ngày càng duyên thì, và mọi chuyện đều tỷ lệ nghịch với những người đã giới thiệu. Đó là lý do vì sao anh Đức của em bây giờ
cờ cô đơn. Bây giờ một là Sam hốt, hai là chắc gì chị Giang quá, gã hoài luôn á. Cái thương anh Đức ghê luôn á, thì cái... cho anh biết cái tâm lý của em lúc đó làm sao, kể anh nghe coi. Ngày xưa em không đẹp nhưng mà em không có bị rỗ nhiều như anh Đức. Thưa em sợ hãi luôn á, kiểu gái mới lớn. Em yêu em đó, sợ hãi em làm như con quỷ vậy. Phải, kiểu gái mới lớn. Nhìn thấy anh Đức mà anh Đức kiểu anh vô vập lắm hả? Anh vô vập, ý là kiểu anh đâu có thân gì với em lắm đâu, em gặp anh mới có mấy lần mà rủ đi ăn. Người ta mến mình. Mà có bạn bè em mà này kia nọ nữa. Em mến luôn bạn bè em. Em tàn nhẫn lắm. Nhưng mà khi nào thì anh Đức bắt đầu nói là Nhi ơi anh thích em quá. Anh không có nói, tại vì cái hành động của em làm là cho anh nản, anh bỏ cuộc liền. Em hành động gì? Em hành động gì? Em hành động kiểu kiểu gái hững hờ á, kiểu mà kiểu làm cho đối phương cảm thấy ồ đối phương không xứng đáng với mình á. Trời ơi. Hồi đó bà làm như bà là Hồ Ngọc Hà vậy, bà làm như bà đẹp vậy. Rồi thôi được rồi, bây giờ mình tạm gác cái chuyện tình Diệu Nhi anh Đức lại một bên. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đội để về nè. Sam, anh cho em chọn trước đó. Em nghĩ là với bộ đồ của em ngày hôm nay thì mọi người cũng nhìn và biết là em sẽ về với đội của ai rồi. Trắng và đen đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Vậy thì mời em về với đội Trấn Thành. Còn Diệu Nhi, em có thấy cái điểm nào tương đồng với Trường Giang không? Dạ không. Vậy thôi đi về đi em. Thật sự mà nói thì đó anh, cái bạn anh Giang rất là hy vọng luôn khi mà chúng em về cái đội của anh Giang, cho nên hôm nay em không muốn một người anh của em buồn. Rồi về với Trường Giang đi, rồi em coi cái thái độ Trường Giang đối với em ra sao em hiểu nha. Dạ cảm ơn. Mời anh. Em đi từ từ thôi cưng. Trời ơi tội nghiệp nhỏ ghê, coi chừng té đây. Không mấy giờ bồng Nhi đi luôn cho lẹ được không? Ơi thiệt tình luôn đó. Trời ơi. Lần trước khi em đến với chương trình là Trấn Thành là gã bán em hết tất cả mọi người, mà không chỉ riêng trong chương trình này mà những chương trình khác cũng vậy. Vậy cho hỏi đến nay có ai đã cập bến với em chưa? Chưa luôn anh. Trời ơi mà sao kỳ vậy? Nó theo ai cái người đó lấy chồng? À vậy anh cứ nói theo bị dạ lấy chồng. Nó theo Diệu Nhi có bồ. Dạ theo Boca bồ luôn. Anh nghe đồn mà theo chị Lê Giang, chắc ngày mai chị Lê Giang lấy chồng. Trời ơi, chị Lê Giang có bỏ anh nữa hả? Ác với cuộc đời tôi quá. Sao em nói cái gì đi, thì vô đây hiền queo vậy? Trả lời à. Em nói gì mấy anh chị đi, hay vô đây mấy anh chị làm quá em khớp hả? Dạ, em cảm ơn mấy anh chị. Ý biết nói tiếng Việt nè. Em là người Việt ạ, à, người Huế. Em tưởng em người Huế. Thôi, tôi còn đi, còn cãi cái chuyện đó nữa. Lạnh ghê luôn vậy đó. Ủa, em là người Huế hả? Dạ. Rồi sao em tới đây cảm giác sao em, nói cho mọi người biết đi. Em tới đây chơi. Ai không biết. Chơi dài nè. Đúng rồi. Tới chơi giọng ai giọng ai. Đoán mấy anh chị. Vậy hả, nhờ em. Còn không quan tâm gì dưới đây hết luôn á. Chỉ là đoán mấy chị kia thôi. Từ được giao lưu với mấy anh chị. Em đang giao lưu đó. Dạ. Thì nhỏ lạ. Bé nó khớ. Giang ơi Giang, nhìn bé hiện hồ em có liên tưởng tới ai không? Miu Lê. Trời ơi, một nhân vật ấn tượng với em đó Giang. Còn Quỳnh, sao em? Nào giờ ít thấy em tham gia những chương trình truyền hình lắm, đặc biệt là những chương trình về giải trí, đúng không? Tại sao tham gia chương trình này? Dạ, em thì em hay bị vô duyên lắm. Thật sự là em cũng không có hay dám nhận chơi game. Cái game này thì em nghĩ là nếu mình không thử chơi game thì mình sẽ không bao giờ chơi game được nữa. Vậy là em nghĩ rằng em vô game này em sẽ có duyên hả? Em không biết, nhưng mà ấy là... Ý là em thấy cái game này nó cũng vui mà, dễ thương, vui, với lại là đôi khi mình không cần nói cũng được. Không cần nói cũng được hả? Ủa em? Chị kỳ vậy? Không cần nói thôi đi về chứ. em kiểu như là mình cái game này mình cũng đoán mò thôi mà anh. Cái game này không đoán mò. Tất cả chất xám tinh hoa hội tụ lại để tìm ra người chơi, chứ đâu phải tới đây mời rồi ngồi đoán mò đâu được. Rồi em thì vậy thì em sẽ dùng hết cái khả năng, sự hiểu biết, sự thấu hiểu và một trái tim yêu thương đồng thấm. Duyên hả? Vô chương trình này là có duyên hà. Rồi giờ cho con bé này chọn trước nè. Hiện hồ em muốn về đội của ai, anh Giang hay anh Thành? Chọn cái nào là biết rồi. Em nghĩ là chọn đội Tông Sẹt Tông. Vinh vàng phải không? Dạ. Đấy gì em? Rồi mời Quỳnh về đội của em. Em hay, nó không đưa tay ra cho em nhiều. Anh tuyệt vời. Anh tối tầm luôn. Bé không đưa tay ra cho tôi nhiều luôn. Nó sợ á. Giúp đỡ tôi nhiều. Nó sợ đụng vô nó xấu phải không? Lây luôn hả? Lây chứ. Lây qua đường biểu bì luôn. Biểu bì. Sao mà Thành hay là nó chà đạp phản dữ gì không biết nè. Hai cái con người này mà nói chuyện nhau ha, từ sáng đến tối luôn mới xong được một câu chuyện đó. Hai đứa quen nhau thì các em có bầu chưa? Dạ có bầu rồi, rất xinh.
Nhưng mà không phải gu của em. Em có bạn trai chưa? Chưa. Gu em sao? Gu em ai? Anh hả? Gu em là anh hả? Có tiêu chuẩn nhưng mà gặp là thích thôi, chưa có gặp được người thích anh ơi. À, thường là thích cái gì của người ta? Hiền lành. Em là trí tuệ. Hiền lành. Hiền thì anh Đức là số 1. Anh Đức là hiền nhất ở đây. Rồi tiếp ra nói gì nữa? Em hiền hồ, anh hiền lành. Hiền lành là cái đầu tiên, là cái gì nữa? Nói chung dễ nhìn tí. Dễ nhìn là thiếu nha. Em dễ nhìn mà, ai dễ cũng nhìn em được, nhìn ai dễ. Cũng nhìn em được hết. Ai cũng nhìn em được. Vậy thôi à, nhưng mà trừ anh Đức ra. Bức cửa.